Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây, xin mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Mở đầu là những thông tin cập nhật tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo giới chức địa phương, quân đội Nga đã tấn công phủ đầu, buộc binh sĩ Ukraine phải hủy bỏ kế hoạch phản công ở vùng Zaporizhia, phía đông nam Ukraine. Kênh RT dẫn lời quan chức cấp cao tại địa phương do Nga bổ nhiệm, Vladimir Rogov cho biết, Nga đã buộc Ukraine phải hủy cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ trước tại Zaporizhia. Được biết, Kiev đã chuẩn bị một cuộc tấn công lớn theo hướng Melitopol, Biyansk và đã thông báo về chiến dịch này với phương Tây. Ông Rogov nói với đài phát thanh Komsomolskaya Pravda rằng các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu, khiến không chỉ phá vỡ kế hoạch của Kiev mà còn giành được lợi thế chiến lược. Trong phát biểu riêng với hãng tin RIA Novosti, ông Rogov khẳng định, để bảo vệ các vị trí ở Zaporizhia, Kiev hiện phải điều động lại binh sĩ từ các mặt trận khác, trong đó có cả từ Donbass, nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra để giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Bakhmut. Quân đội Nga đã có những bước tiến cục bộ ở vùng Zaporizhia trong tuần qua, áp sát các thị trấn Orekhov và Gulepole. Orekhov nằm cách thành phố Zaporizhia khoảng 60 km về phía đông bắc. Đây là một trung tâm công nghiệp lớn nằm bên sông Dnepr. Các nhà chức trách vùng Zaporizhia đã cảnh báo về kế hoạch phản công của Ukraine tại khu vực này kể từ mùa thu năm 2022. Họ dự báo quân đội Kiev có thể nhắm tấn công vào Melitopol, Byanskoye và Endogoda, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, với mục tiêu vươn tới biển Azov và cắt đứt đường tiếp tế của Nga về tình hình Bakhmut, Nga tuyên bố các binh sĩ nước này đang tiến vào ngoại ô thành phố. Cụ thể, theo ông Denis Pusilin, tỉnh trưởng Donetsk, ngày 25 tháng 1 tuyên bố, các đơn vị Nga, trong đó có lực lượng Wagner, đang tiến vào thành phố. Đụng độ xảy ra ở ngoại ô và những khu vực do đối phương kiểm soát gần đây. Hiện Kiev chưa bình luận gì về thông tin quân Nga đang tiến vào Bakhmut. Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Ukraine Sergei Cherevati xác nhận với truyền thông rằng các lực lượng Ukraine đã rút khỏi Soleda sau gần hai tuần phía Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố ở vùng Donetsk. Theo ông Cherevati, quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ tính mạng quân nhân, sau ông khẳng định không có binh sĩ Ukraine nào bị bắt bởi các lực lượng Ukraine đã bố trí để tránh bị bao vây. Tiếp tục bản tin là những thông tin cập nhật về tình hình chiến sự Ukraine trong ngày vừa qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tấn công vào nơi tập trung quân và khí tài của Ukraine, đồng thời phá kho vũ khí của đối phương. Ở hướng Kubiansk, lực lượng xung kích, không quân, lục quân và pháo binh của Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị từ các lữ đoàn cơ giới số 14 và 92 của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov và Lugansk. Cũng tại đây, hành động của 7 nhóm trinh sát Ukraine đã bị ngăn chặn. Thất bại ở Kupyansk khiến Ukraine mất hơn 90 binh sĩ, 3 xe bọc thép chở quân, một xe cơ giới và hai khẩu pháo tự hành PZH-2000 do Đức sản xuất. Còn ở hướng Krasny Limang, hàng không lục quân và pháo binh Nga đã khai hỏa vào nơi tập trung nhân lực và khí tài của Lữ đoàn Tấn công Đường không số 95 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 125 của Ukraine. Hơn 20 quân nhân phía Kiev hai xe chiến đấu bọc thép cũng như bốn pháo tự hành gồm PHZ 2000 của Đức, Krab của Ba Lan, cùng khẩu MSTAS và Gvozdika do Liên Xô sản xuất bị tiêu diệt. Ở hướng Donetsk, các đơn vị tiếp tục các hoạt động tấn công lực lượng Ukraine khiến hai kho vũ khí bị phá hủy. Cũng theo hướng này, Ukraine mất tới 60 binh sĩ, một xe bọc thép trở quân, hai xe bán tải và một khẩu lựu pháo MSTAB trên hướng Zaporizhia, nhóm lực lượng phía đông của Nga đã chiếm được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn trong các hoạt động tấn công của họ. Hơn 60 quân nhân Ukraine, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe cơ giới và một khẩu lựu pháo D-20 của Ukraine đã bị Nga tiêu hủy tại đây. Trên hướng Kherson, kế hoạch vượt sông để nhép của Ukraine để đưa quân sang tả ngạn đã bị pháo binh Nga ngăn chặn. Hàng không và pháo binh Nga còn vô hiệu hóa một đại đội chiến thuật của lực lượng dự bị Ukraine ở hữu ngạn sông Donetsk gần Nikolaivka, 30 quân nhân Ukraine, 3 thuyền và hai phương tiện chiến đấu bộ binh đã bị tiêu diệt tại đây. Các đơn vị của Nga đã vô hiệu hóa 79 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 124 khu vực. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi một máy bay Su-27 và một trực thăng Mi-8 gần Slavyansk vùng Donetsk và Novodarovka, vùng Zaporizhia. Bốn UAV Ukraine đã bị tiêu hủy trên địa phận tỉnh Donetsk. Ngoài ra, bốn tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine đã bị đánh chặn ở Zaporizhia. Cũng liên quan đến tình hình an ninh tại châu Âu, trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Stampa, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhấn mạnh Liên minh châu Âu-EU cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ như cựu thủ tướng Đức Angela Merkel để tiếng nói của khối được lắng nghe trên trường quốc tế. Theo ông Tajani, EU cuối cùng phục vụ cho Mỹ thay vì lợi ích của chính khối do có quá nhiều sự ganh tị và sự lãnh đạo, thậm chí Đức, quốc gia thành viên mạnh nhất cũng không chấp nhận vai trò lãnh đạo. Ông Tajani khẳng định châu Âu cũng không có chính sách đối ngoại hoặc quốc phòng thực sự, chúng ta luôn đi theo Mỹ về cuộc chiến tại ukraine ngoại trưởng italy khẳng định eu sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn xung đột nga ukraine leo thang ông cho hay cả nato và eu những tổ chức có nhiệm vụ giúp đỡ ukraine đều không có xung đột với nga ngoại trưởng italy đồng thời bày tỏ hy vọng rằng những tuyên bố từ điện kremlin chỉ nhằm mục đích tuyên truyền và moscow không có mong muốn thực sự để cuộc xung đột leo thang thêm ông tajani khẳng định Mặc dù điều quan trọng hiện nay là tiếp tục viện trợ vũ khí đến Ukraine, các quốc gia cũng cần tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, vốn đã kéo dài gần một năm qua, hoặc ít nhất là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Italy cũng cho biết ông đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực để dàn xếp các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Trong khi đó, Ngoại trưởng Slovenia, bà Tanja Fajon cho biết, sẽ khó có hòa bình và ổn định lâu dài ở châu Âu nếu thiếu Nga. Bà Tanja Fajon nhận định tại một hội nghị ngày 25 tháng 1 rằng, ngay sau khi đạt được hòa bình, điều quan trọng nhất ngoài việc tái thiết Ukraine sẽ là khôi phục đối thoại với Nga. Điều đó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn châm ngòi chiến tranh lạnh ở châu Âu. Và chúng tôi nhận ra rằng nếu thiếu Nga sẽ không có hòa bình và ổn định lâu dài trên lục địa của chúng ta. Vì vậy, Nga cần phải là một phần của thảo luận về cấu trúc an ninh mới ở châu Âu. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố, Ukraine càng sớm chấp nhận các yêu cầu của Nga thì cuộc xung đột càng sớm chấm dứt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ đạt các mục tiêu của mình theo cách này hay cách khác và chính quyền Kiev nên chấp nhận lập trường của Nga và giải quyết trên bàn đàm phán. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Praha, Chủ tịch Cộng hòa Séc ngày 25 tháng 1 đã quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới với quốc gia láng giềng Slovakia thêm 10 ngày, đến hết ngày 4 tháng 2. Tuy nhiên, việc kiểm soát sẽ được nới lỏng hơn và cảnh sát tại biên giới sẽ chỉ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện nhập cảnh vào Cộng hòa Séc từ Slovakia. Theo Thủ tướng Cộng hòa Séc, Peter Fiala, quyết định trên là nước đi mới nhất nhằm tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn chế độ đặc biệt tại khu vực biên giới giáp Slovakia. Trước đó, chính phủ Cộng hòa Séc cũng đã rút lực lượng vũ trang và các nhân viên hải quan khỏi trạm kiểm soát biên giới, chỉ để lại cảnh sát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại các khu vực này. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Vít Kusan nhấn mạnh, chính phủ Cộng hòa Séc sẽ sớm ban hành chế độ không kiểm soát lâu dài tại khu vực biên giới, song cũng cho biết lực lượng cảnh sát nước này sẽ tăng cường tuần tra quanh các khu vực nêu trên. Từ cuối tháng 9 năm 2022, chính phủ Cộng hòa Séc đã chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovakia nhằm đối phó với tình trạng gia tăng người tị nạn nhập cảnh vào nước này. Bratislava đã chỉ trích gay gắt Praha vì các biện pháp kiểm soát biên giới. Bộ Nội vụ Slovakia hiện vẫn tái khẳng định nạn... Chính quyền Mỹ mới đây đã có động thái nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Venezuela khi cấp giấy phép cho Trinidad và Tobago, quốc đảo ở Caribe phát triển một mỏ khí đốt lớn nằm trong lãnh hải của Venezuela. Giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ cấp theo yêu cầu của Trinidad và nhằm tăng cường an ninh năng lượng khu vực Caribe, có nghĩa là quốc đảo này có thể kinh doanh liên quan đến mỏ khí đốt Dragon với công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA bị trừng phạt nặng nề của Venezuela. Thủ tướng Trinidad và Tobago, ông Kay Rowley, phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết Trinidad hy vọng sẽ tiếp cận với khoảng 10 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ mỏ Dragon. Ông Rowley thông báo đã nộp đơn xin giấy phép vào giữa năm 2022 và được chấp thuận sau khi thảo luận với các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden, đồng thời duy trì kênh liên lạc mở với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ngày 25 tháng 1, ông Yuri Sark, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, Kiev sẽ tập trung vào máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của phương Tây sau khi đảm bảo nguồn cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực. Quân đội Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ lớn khi Đức và Mỹ lần lượt công bố kế hoạch cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kiev sau nhiều tuần bế tắc xoay quanh vấn đề này. Ông Yuri Sark trả lời Reuters rằng, chướng ngại tiếp theo sẽ là các máy bay chiến đấu nếu chúng tôi có được các máy bay chiến đấu của phương Tây, lợi thế trên chiến trường sẽ vô cùng lớn. Không chỉ là máy bay chiến đấu F-16 mà cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư là điều chúng tôi muốn. Theo vị cố vấn này, viện trợ của phương Tây cho Kiev đã phát triển nhanh chóng, phá vỡ nhiều nguyên tắc ban đầu của phương Tây về xung đột tại Ukraine. Ông nói, họ không muốn cung cấp cho chúng tôi pháo hạng nặng, sau đó họ đã làm. Họ không muốn cung cấp cho chúng tôi hệ thống pháo HIMARS, sau đó họ đã làm. Họ không muốn cung cấp cho chúng tôi xe tăng, giờ họ đang làm thế. Ngoại trừ vũ khí hạt nhân, không gì chúng tôi không thể nhận. Nếu phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu cho Kiev, chắc chắn Moscow sẽ phản ứng dữ dội. Tháng trước, một phi công trong lực lượng không quân Ukraine nói với Reuters rằng nhiều đồng nghiệp của Anh đang học tiếng Anh vì dự đoán rằng một ngày nào đó Kiev sẽ nhận được máy bay nước ngoài, chẳng hạn như F-16. Cũng trong ngày 25 tháng 1, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở thủ đô Viên của Áo, ông Konstantin Gavrilov tuyên bố, việc cung cấp đạn có urani do phương Tây sản xuất cho Kiev sẽ bị Moscow coi như là sử dụng bom hạt nhân bẩn. Phát biểu tại diễn đàn OSCE về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, người đứng đầu phái đoàn Nga Gavrilov cho biết, Chúng tôi cảnh báo các nhà tài trợ phương Tây cho bộ máy quân sự Kiev tránh việc khuyến khích khiêu khích hạt nhân và tống tiền. Chúng tôi biết rằng việc sử dụng xe tăng Leopard 2 cũng như xe chiến đấu bộ binh Bradley và Marder được trang bị đạn xuyên giáp lõi Urani sẽ dẫn đến ô nhiễm khu vực như điều từng xảy ra ở Nam Tư và Iraq. Nếu Kiev được cung cấp loại đạn này cho các thiết bị quân sự hạng nặng của NATO, chúng tôi sẽ coi đây là hành vi sử dụng bom hạt nhân bẩn chống lại Nga với tất cả những hậu quả sau đó. Ông Gavrilov nhấn mạnh các nước phương Tây đã buộc Đức phải đưa ra quyết định chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine. Ông nhấn mạnh quân đội Nga sẽ phá hủy các phương tiện chiến đấu này như đang diễn ra và với vũ khí còn lại của NATO. Theo tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov, xe tăng Leopard 2 chứa đạn xuyên giáp với lõi urani nghèo. Việc sử dụng chúng dẫn đến ô nhiễm khu vực và bùng phát bệnh ung thư.